ai ai cho tôi hỏi một cái nha ông thưởng lên đó, dân có hy vọng gì không dân giờ tóm tắt các cái ý kiến cộng đồng như sau nha ông thưởng lên là hợp lý rồi khi đảng họ muốn có một nhân vật trẻ để nhân dân thấy là họ không phải toàn là muốn đưa các nhân vật quá già cỗi. Ông thưởng ông ta lên từ cái phe thanh niên, vì đảng lâu nay vẫn nhấn mạnh đoàn viên là đội dự bị của đảng mà. Thì cái việc đưa người làm công tác thanh niên lên là hợp lý quá rồi. Ông Thưởng cũng là một cái nhân vật mà được tiếng là sạch sẽ, không có dính dáng gì đến tham nhũng hay phe phái hết á. Mà đó là những cái vấn đề lâu nay rất là nặng nề trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Hay là có người nói ở Việt Nam á muốn đổi mới gì á, trừ cái chức vụ tổng bí thư ra thì kể cả thủ tướng cũng không có ảnh hưởng gì và cũng cùng có cái nhận định như trên một luật sư muốn ẩn danh vì lý do an ninh ở thành hồ có nói thêm rằng là nền chính trị độc đảng không thể thay đổi vì một cá nhân lãnh đạo đảng nào cả nên không thể trông mong gì ở ông thưởng hoặc là bất kỳ ai và lãnh đạo cộng sản ai cũng như nhau thôi họ chỉ hành động vì địa vị cầm quyền của cái đảng của họ và của chính cái ghế của mình không có ai mà vì dân vì nước hết cả hoặc cũng có người nói hay nhiều người nói ông thưởng là nhân vật vô thưởng vô phạt chả bao giờ có bài phát biểu nào công khai trước công chúng và cũng chả có gây được ấn tượng gì đối với nhân dân cả hy vọng là lâu nay ông ta ẩn mình để mà lấy ghế và sắp tới sẽ xuất hiện thể hiện cái bản lĩnh gì đó chứ đừng có như cái thời gian vừa qua quá nhạt nhẽo đi hay là cũng có người nói ôi xa, tôi không có hy vọng gì ở việc ông võ văn thưởng ra làm chủ tịch nước cả tôi thường nghe ông ta nói nhiều về cái việc mà chống thế lực thù địch mà không bàn luận gì được về quốc kế dân sinh cả. Vậy thì làm sao mà để đất nước phát triển dưới cái triều đại của ông ấy cơ chứ? Một giảng viên kỳ cựu của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nói trong điều kiện ẩn danh là theo tôi á, Đảng đang lo sợ đánh mất vai trò lãnh đạo độc tôn, đồng nghĩa với sợ mất chế độ, cho nên bố trí những cái nhân vật bảo thủ xuất thân từ công an, từ đoàn thanh niên hay là tuyên giáo để mà nắm giữ các cái chức vụ chủ chốt nhân cách của giới lãnh đạo ngày càng suy đồi nghiêm trọng nên tôi không thể tin được rằng là họ có thể làm được điều gì tử tế cho dân tộc hiện nay họ sẽ ngồi vào những cái ghế ấy và làm tầm phào như mấy chục năm vừa qua mà thôi đây là cái vấn đề đau khổ cho đất nước đau khổ cho dân tộc đau khổ cho giới trẻ chúng ta